mọi người. Hôm nay thì Như cùng với anh Danny Tuấn và tất cả nhân viên của anh Danny thì từ xưa đến giờ Như làm trên cái hành trình thiện nguyện của mình thì Như cũng có thấy rất là nhiều mọi người là đi phát những cái phần ăn ban đêm cho những cái cô chú anh chị mà không có nơi để ở nè, hoặc là cô chú anh chị có hoàn cảnh khó khăn mà hay ngồi ở gầm cầu hay là hay ngồi ở những cái lề đường ban đêm thì bữa nay Như cùng với tất cả mọi người sẽ đi phát để mình cũng một lần mình trải nghiệm coi thực tế hoàn cảnh của cô chú anh chị nó như thế nào, và để con mình có rút được một số kinh nghiệm gì không để mình chia sẻ thêm với tất cả các bạn, để mà các bạn có thể là nếu như các bạn muốn làm, các bạn cũng có thể là tránh những cái điều đó. Thì Như bữa nay là Như cho là một cái phần của Như thì nó có tổng cộng là một cái bánh bao ba trứng với lại là một chai nước suối để mà các cô chú ăn cho ăn buổi tối. Và riêng cái phần của Như thì mỗi phần là sẽ có một cái bao thư. Thì trong cái bao thư này Như sẽ để là 100.000 đồng. Thì lúc đầu anh Danny kêu Như là mua thêm sữa với lại là bánh nữa, nhưng mà Như nói thôi, có nhiều cô chú anh chị Như tính mua mì, nhưng mà Như nói là có nhiều cô chú anh chị thì họ không có nhà, cho nên là họ cũng không thể nấu mì được cho nên là Như để tiền mặt ở đây. Thì cô chú anh chị khi mà nhận được cái phần này, cô chú anh chị muốn ăn cái gì thì các cô chú anh chị sẽ tự đi mua. 100.000 nhiều khi đối với mấy cô mấy chú nhiều khi ăn được cũng 3-4 ngày cũng 2-3 ngày thôi, chứ 3-4 ngày ở Sài Gòn chứ không có. Cái bánh bao này là đã bao nhiêu tiền rồi? Bánh bao đó 18.000. Cái này 18.000 rồi đó, cho nên là cũng không có được quá 3 ngày đâu, nhưng mà mình giúp thôi. Đó, ok. Đâu? Tiền đâu? Đây, đây. Tiền, nói tới tiền thì phải chồng tôi. Tôi. Chồng tôi. Rồi chồng tôi qua đây bỏ tiền đi chồng tôi. Một bao thư là 100.000. Và đặc biệt là vô những cái này nhớ là phải tập trung cao độ, đừng bị nhớ lại những cái tiếng chửi của vợ mà phân tâm. Không vô 100.000 là tội nghiệp người ta. Thì đưa bao thư qua đây cho Hia vô. Riêng mặt tiền bạc Hia rất kỹ. Có ai muốn ăn không? Chừa cho mấy cái. Gia đình đã ăn hết rồi. Ăn hết luôn hả? Thử trước rồi hả? Đúng rồi, mình trước khi mình phát ra mình phải thử chứ coi có độc không. Chạy qua tôi không có biết cột thắt nút á. Ủa, thắt nút hay là thắt gút? Thắt gút, ở dưới tôi kêu thắt gút. Thắt gút là cột chính luôn, còn thắt nút là để cái nơ. Không, thắt gút. Thắt gút đúng không? Không phải, ý nói là... Ý... Có cột vậy đây luôn đi, cột dính chùm. Ủa, còn hồi mấy phần này mình để đâu? Để kìa Minh Long. Đó, đó, đó. Lấy gì kìa? Minh Long. Minh Long Quế Anh, còn này là gì? Dũng à. Cái gì Dũng? Trường Dũng mà trời, tên đẹp đẹp. Không hay nhân viên nhà này tên đẹp đẹp. Con chủ tên đẹp ghê. Trời ơi, nhân viên tên Minh Long, Quế Anh, cái gì? Trường Dũng. Nghiêm Văn Dũng. Ông này tên Duy Anh. Còn vợ ông chủ tên Trần Nhân Chó. Rồi người phát tên Quỳnh Như, Chí Thiện. Họ ta cho là phát cuối luôn, tại là tên chó. Ra đi về hết, còn mình mày đi phát. Tính ra mình không có nghịch luôn. Không em, nhiều khi ta nhớ em á. Ê, nữa em ra đường em nổi tiếng á. Anh chó, anh hay quay chị Như lắm phải không anh chó? Nổi tiếng luôn cờ. Mọi người ở Sài Gòn thì mọi người thấy là nên phát ở đường nào? Mình ở giống như anh đi Sài Gòn đi, anh thấy ở trên cầu á. Dè dè qua đây. Người ta cứ là mỗi một ngày người ta lên đó, người ta ngồi, người ta đợi sẵn luôn. Nhưng mà nói chứ mấy người đó cũng tội. Nói chung là không ai giàu mà là ở đó đâu. Thì đúng rồi đó. Em ở cái bình đi. Chợ, nó chở chị đi chợ, nó mua cái bịch thịt đó, nấu là 50-70 ngàn. Cái nó đi mua rau, cái nó để bịch thịt lại. Bởi vậy giao tiền cho nó mà đi phát bữa nay ha. Nó thấy ai cực khổ, cái nó ngồi để ba lô xuống nói chuyện xong hỏi bỏ đi về luôn. Là nguyên nghề này khỏi luôn. Khỏi. Vậy nè, bây giờ mình thấy ai gần đây mình phát trước đi. Nói chung là mình đi với một cái tiêu chí là thấy ai tội nghiệp thì đưa. Chứ mình không có tập trung một điểm, hiểu không? Mình chạy ngoài đường giống thấy ai mình đưa. Mấy chú ở đây lúc trước anh đi phát có mấy chú bán hút rác á. Ghê, đi thay. Đây nha mọi người, để mình mở một phần. Mình mở một phần ra. Dán chặt quá à. Để mình mở từ từ. Đây, một phần cô chú. Mình để 100 ngàn vô. Đây, cho cô chú. Ok, bây giờ mình đi nha mọi người. Quế Long nè, Đức Long nè, Bình Long. Và trong khách
mời tập này của chúng ta thì có một cái nhân vật rất là đặc biệt thỉnh từ Bạc Liêu lên đây, đó là anh Nguyễn Chí Thiện. Vui quá ha. Hello mọi người, lần đầu tiên luôn á mọi người. Đó giờ anh Thiện lên Sài Gòn cũng không có đi xe máy nữa, tại vì không có gành đường, không có dám chạy xe. Ủa má không gành đường không chạy xe mà. Anh ơi, em gọi. Đây. Bác ơi, con gửi bác phần bánh với con. Với con gửi bác. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn chú. Ây da. Dạ. Rồi, gửi cô. Đây. Ai, cô ơi, con gửi cô. Chú xin lên, chú xin lên. Cảm ơn cô, chúc cô đường đời sự nghiệp nhiều may mắn, dạng chị thành đạt, dạng chị ý. Chúc đường đời vui vẻ, nhiều hạnh phúc, phát tài phát lộc. Rồi con gửi cảm chú. Cảm ơn cô. Dạ. Chúc cô dạng lộ bình an. Dạ. Gửi phần dạ, bánh. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em. Dạ. Đang đói bụng hả bác? À, bác đang con gửi mỗi bác phần quà. Trong này có tiền á nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn nha. Cảm ơn. Đang đói bụng hả? Vậy bác ăn đi. Gửi cô phần ăn nha. Bác ơi con gửi phần ăn có tiền á nha bác. Con gửi phần ăn cái này có tiền á nha bác. Có bao thư có tiền á. Bác ơi. Bác con gửi phần ăn cái này có tiền á nha bác. Dạ. Em gửi phần ăn có tiền á nha. Dạ cảm ơn. Chú ơi, con gửi phần ăn có tiền ở trọng chú nhớ giữ nha. Dạ dạ cảm ơn. Nãy con chưa đưa thư cho chú đúng không? Dạ. Dạ. Con gửi chú phần ăn. Dạ, dạ. Cái này có tiền á chú. Dạ, dạ, dạ. Chú nhớ giữ nha. Dạ. Dạ. Có tiền á. À. À. Cảm ơn cô. Sao ngồi trước bệnh viện vậy? Mẹ con bệnh ở trong này nè, con không có vô được. Vậy hả? Vì không có tiền hay gì mà xin đồ ăn? Dạ không có tiền, ở dưới quê Bình Chánh Long Khánh rồi lên á. Mẹ bệnh gì? Bệnh tiểu đường á. Vậy hả? Có hai đứa con em trọng á, tại vì nhiều quá không cho vô. À vậy chị gửi cái này có tiền á, chị gửi cho dạ, em nha. Cảm ơn chị. À cô chú nhiêu phần vậy? Con gửi cô. Ừ. Con gửi chú. Con gửi cô phần có tiền trọng nha chú. Chú ơi. Có rồi hả? Con gửi cô, trong này có tiền nha cô. Dạ. Chú ơi, chú có tiền á nha. À đây. Gia đình đi phát quá lâu, tụi em đã phát xong. Về về luôn. Về luôn ngồi đợi. Phát gì mà quá lâu. Hello, gia đình đã về. Và bây giờ là tụi mình đã hoàn thành xong hành trình. Tại vì đi á, đi xe á mọi người, người đi ngã rồi xong rồi phát xong là đi về luôn. Thì cái ngày đầu tiên đi làm cái việc này thì Như cảm thấy là
vui như cũng đã từng đi làm ở dưới quê của mình rồi, nhưng mà không có được nhiều như ở đây. Bữa nay như phát cũng nhiều, với lại cũng có một số là mình hơi sợ, kiểu như là khi mà mình đứng ở tại một cái cầu nào đó, cái mọi người chạy lại rất là đông luôn, mà mình thấy là có một số cô chú cũng kiểu là không phải khó khăn lắm á, thì mình thấy vậy. Nhưng mà kiểu chạy lại thì cái tâm lý của Như làm thiện nguyện rất là lâu rồi, ai mà bu quá là Như rất là sợ luôn, thật sự luôn á. Tại vì Như sợ giành giật, rồi Như sợ là cãi nhau rồi đánh lộn tùm lum á. Tại vì mình đã đi phát rồi, mình biết ở dưới không phải là ở dưới quê mình, mà là mình đã từng đi nhiều á, cho nên là cái cảnh đó mình sợ, mình bị ám ảnh. Xong cái lần đầu mình không có quay lại, nhưng mà lúc mà mình đi á, xong cái mọi người chạy lại quá, cái mình chạy đi mất tiêu luôn. Mình sợ mình chạy đi cái èo luôn, nhưng mà thấy hồi thấy có lỗi quá rồi. Xong rồi cũng nói mấy bạn là hồi nhớ quay lại để như mình để chỗ nào đó rồi mọi người lại lấy chứ, rồi đi lẹ chứ không có phát cho từng người được á. Rồi mình cũng đi, đa số là đi ngoài đường, thấy mấy cô mấy chú ngồi làm việc xong thì mình cũng phát đó. Rồi đa số là mình cũng gửi cho các anh các chị mà quét dọn vệ sinh á nhiều. Tại vì là mình thấy những cô chú anh chị đó, tuy là họ không có xin nhưng mà mình cảm thấy rất là quý. Tại vì họ quét dọn đường phố nè, họ thức đêm nè, họ cũng rất là cực. Mình gửi một cái phần ăn cho họ thì họ cũng có một cái phần ăn, họ đỡ mua, đỡ tốn tiền. Mà mình cho họ thêm một cái phong bì thì cũng họ cũng thấy vui á mọi người, dạng vậy đó. Cho nên là Như thấy mấy anh chị mà đi hốt rác á, đi dọn vệ sinh á, là Như sẽ cho, không quan trọng là già hay là trẻ đó. Rồi Như đa số là cho những người già phong bì nè đó. Thì mình cảm thấy rất là vui. Thì đây là một trong những cái hành trình thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh mà mình mới làm lần đầu tiên. Không phải là dự án mà là mình đi phát vậy á, là lần đầu tiên của mình luôn. Mình cũng cảm thấy rất là vui đó. Thì nếu như mà mấy bạn có biết cái nơi nào mà phát mà cũng ít có người lui tới dạng vậy á, thì các bạn cứ để lại comment bên dưới giùm cho Như. Nếu như mà được á, đợt sau Như sẽ đến nơi đó luôn để mà Như phát cho những cô chú anh chị cần. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, chúc mọi người coi clip này sẽ có thêm động lực, là trong cuộc sống này đang có rất là nhiều sự sẻ chia. Như đi á, Như đi nhiều khi Như thấy á, mấy cô mấy chú á là nhiều chú nha, là 3-4 bịch đồ ăn luôn á, rất là nhiều luôn. Tức là cái sự chia sẻ của cộng đồng rất là nhiều. Cái sự quan tâm của mọi người dành cho những cái người hoàn cảnh khó khăn cũng rất là nhiều. Đó, mình thấy cô chú anh chị đa phần là sẽ không có sợ bị đói. Tại vì là cái những cái người mà đi phát đồ ăn như vậy rất là nhiều luôn. Đó, mình cảm thấy cũng rất là vui, mình cảm thấy cũng rất là ấm áp. Nhiều khi mình chạy ở một cái điểm đó là có mấy bạn đoàn ở phía sau họ cũng đi phát giống mình luôn. Mình cảm thấy rất là vui luôn. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người coi clip sẽ có thêm động lực. Nếu như mọi người đang khó khăn hay là đang cảm thấy áp lực cuộc sống này hay là cái gì đó, thì mọi người hãy cảm nhận một điều rằng là ngoài kia còn rất rất là nhiều người khó khăn hơn mình, và họ vẫn phải sống, họ vẫn phải sống mỗi ngày. Cho nên nếu mà bản thân mình vẫn được ăn no, vẫn được ngủ ngon, vẫn được mặc đồ lành lặn, vẫn được ngủ trong chiếc giường và ngôi nhà của mình thì đã là hạnh phúc. Khó khăn thì từ từ vượt qua. Rồi, cảm ơn mọi người.